sòm vậy? Tại tôi tức. Sao tức? Tự nhiên tức. Tức tự nhiên là khùng đó. Khùng cái đầu bà chứ khùng. Tôi đang ấm ức cái vụ con Xuân hồi đó hả? Học chung với lớp tôi nè. Nó suốt ngày hả? Chơi tôi đen không à? Thôi, chuyện gì cho qua rồi á thì qua đi. Tức làm gì cho mệt. Không được. Sắp tới hè rồi. Thế nào tụi nó cũng kêu tôi hả? Họp lớp. Lần này hả? Tôi phải quyết tâm trắng cho tụi nó lát con mắt luôn. Thôi vậy thôi, vậy bà bắt đầu đi ha. Ê ê ê. Nhưng mà bắt đầu bằng cách nào bà chỉ tôi đi? Chích thuốc trắng. Chích thuốc trắng hả? Chích đâu? Tay chân hay là ở đâu vậy? Chích đâu? Tôi chọc bà thôi. Chứ bằng cách nào? Có nhiều cách lắm, nhưng mà đơn giản nhất á là bà sử dụng mỹ phẩm chống nắng khi ra đường, rồi hạn chế tiếp xúc với ánh nắng nữa. Đó là cách đơn giản nhất để cho bà trắng ra. Còn cách nào nữa không? Thì bà đi tắm trắng đi. Tắm trắng hả? Thì bà đi tắm trắng ở spa đó. Tắm trắng bằng bùn khoáng nè, tắm trắng bằng sữa non, tắm trắng bằng thuốc bắc. Ở spa có liệu trình hẳn hoi nên bà yên tâm đi. Thì biết là như vậy rồi á, nhưng mà tôi cũng có hỏi rồi. Tới spa tốn kém lắm, rẻ nhất á mấy trăm ngàn, có khi lên tới mấy triệu luôn á. Tôi lại bà, chấp nhận làm đẹp á thì chịu khó đầu tư chút xíu đi. Nói nghe nè, có cách nào khác á mà hiệu quả như ở spa không? Có. Cách gì vậy? Cách gì? Bà phải chịu khó nha. Nói đi, cách gì vậy? Tắm trắng tại nhà. Tắm trắng tại nhà? Có hiệu quả không? Tắm trắng tại nhà cũng hiệu quả như ở spa đó. Quan trọng á là bà phải có quy trình hẳn hoi. Quy trình sao? Sau khi tắm trắng á thì bà phải sử dụng kem chống nắng khi ra đường nè. Rồi phải tẩy da chết bằng kem tẩy da nữa. Trời ơi, phức tạp quá vậy. Khó khăn quá à. Không khó thì ai cũng trắng rồi. Thôi đi ngủ. Ê, nhưng mà bà chưa chỉ tôi á là cái sản phẩm nào nè, rồi hiệu quả nó ra sao, rồi nó có tốt hay không nữa. Bà lên mạng kiếm đi, nhiều lắm. Bà chỉ tôi đi mà. Chỉ thì chỉ cho trót đi. Đây, tôi chỉ cho. Nè, loại này tôi thấy ổn nè, thử đi. Nhưng mà có nhiều loại lắm, phải biết hãng nào nữa chứ. Nè, loại này nè, bà thử loại này đi. Để tôi coi, bà đi ngủ đi. Tôi cảm ơn bà. Coi đi ha. Rồi tắm